Ngày 18 tháng 5, ông Trần Chí Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết đã ban hành kết luận thanh tra đối với hai dự án liên quan tới AIC. Cụ thể, hai dự án hệ thống quan trắc môi trường nước tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường và dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây đều dính các sai phạm như xác định tên dự án không đúng với đề án đô thị thông minh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt, không thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, không ký hợp đồng tư vấn lập dự án, sử dụng các bản báo giá đều do các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC cung cấp, đơn vị tư vấn thẩm định giá dùng thông tin thị trường không có thật để tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá. Về tài chính, AIC có dấu hiệu bất thường của nhà thầu về giá nhập khẩu cao hơn giá dự thầu trên 5,58 tỷ đồng, cần được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, khai tăng khối lượng thanh toán hơn 1,112 tỷ đồng, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thời gian bảo hành công trình. Do đó, thanh tra tỉnh Kiên Giang chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo đúng quy định pháp luật. Liên quan vụ chó Pitbull cắn chết cụ bà ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vào sáng 18 tháng 5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, trưởng công an thành phố Dĩ An cho biết lực lượng chức năng vừa gây mê con vật để xử lý. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 5, chị T, 44 tuổi, con gái cụ V dắt chó Pitbull được gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài cho ăn. Khi đó, cụ V đang ngồi trên võng cách vị trí cho chó ăn khoảng 15 mét, nổi võng ra ngoài khiến chó hoảng loạn lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu khiến cụ V chết tại chỗ. Ngày 17 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn để điều tra xử lý về hành vi đe dọa giết người. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 5, chị Nguyễn Thị Phương Hiền trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn đã liên lạc và nhắn tin cho Nguyễn Đức Quý yêu cầu trả tiền mua vật liệu xây dựng. Quá trình nhắn tin qua lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Quý đến nhà tìm chị Hiền để nói chuyện. Khi vào nhà, Quý bắn nhiều phát súng thị uy, đòi tìm chị Phương Hiền để thanh toán. Lúc này trong nhà có anh Phan Covid, chồng của chị Hiền. Nghe tiếng súng, ông Phan Xuân Vinh, sinh 1950 và bà Nguyễn Thị Lý, sinh 1953 là bố mẹ của anh Vích từ tầng 2 đi xuống. Thấy vậy, Quý liền dí súng vào đầu anh Vích và Lý vào căn ngăn, nhưng Quý liền dí súng vào bà Lý đòi bắn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người. Ngày 17 tháng 5, Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Nga, 34 tuổi, làm công chức địa chính xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên để điều tra về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Nga đi học thạc sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và biết một người đàn ông tên Hồng làm nghề xe ôm, chuyên nhận làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó, Nga đã đặt hàng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, có giá 40 triệu đồng dựa trên thông tin đối tượng có được do làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên. Giữ sổ giả trong tay, Nga dùng giấy tờ giả đi vay của 6 người với số tiền 3,76 tỷ đồng. Đến hẹn thanh toán, Nga không có khả năng chi trả, sau đó những nạn nhân mới phát hiện số giấy tờ cầm cố là làm giả. Ngày 18 tháng 5, ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa thành lập đoàn kiểm tra để xử lý việc dự án thủy điện Đắc Ba đưa vào vận hành, nhưng chủ đầu tư là công ty cổ phần Bách Thiên Lộc lại chưa hoàn thành các thủ tục giao đất cho thuê đất đối với một số hạng mục của dự án. Dự án thủy điện Đắc Ba được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư năm 2015 trên địa bàn xã Sơn Bua và xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây. Sau 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.085 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2023, dự án thủy điện Đắc Ba hoàn thành các hạng mục và đi vào vận hành thương mại. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhà máy thủy điện Đắc Ba vẫn chưa hoàn thành các thủ tục giao đất cho thuê đất.
Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo nóng liên quan đến tuyến đường DT638 được đầu tư vốn 1.600 tỷ đồng, chưa kịp khai thác, nay bị bỏng nát, sình lùng nghiêm trọng. Tuyến đường có chiều dài 14 km, kết nối giữa khu đô thị Long Vân với thành phố Quy Nhơn và các khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ, BKMX V-Ship Bình Định để giúp mở rộng không gian đô thị, phát triển công nghiệp dịch vụ về phía Tây Nam tỉnh Bình Định. Dự án được đầu tư xây dựng từ năm 2015, hoàn thành năm 2020 và trải qua một năm khai thác có bảo hành. Đến năm 2021 được giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định quản lý khai thác. Tuy nhiên đến năm 2022 thì dự án bắt đầu phát sinh các hư hỏng kéo dài đến nay. Hiện tuyến đường đã trải qua 5 lần sửa chữa với diện tích lên đến 2.000m2 nhưng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Theo ghi nhận hiện trường, trên tuyến DT638 đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến điểm giao nhau với quốc lộ 1A, mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, vỡ nát và sình lún. Có vị trí đường vỡ nát hoàn toàn, chịu áp lực của phương tiện xe tải, khiến mặt đường xuất hiện các hàng lún. Các vị trí khác, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi, gây mất an toàn giao thông.